Cây cọ màu xanh này được rất nhiều bạn hỏi này. Tên của nó là Thanh Loan. Với màu xanh lá này mình nghĩ nhiều bạn bị ấn tượng bởi vẻ bề ngoài của em nó. Phong cọ này cũng khá nhọn và dễ tỉa, là nét và tô màng trung bình khá tốt. Cọ này sẽ có hai tầng lông thấy rõ, hồi đầu thì lớp ngoài lông nó cũng trắng lắm, nhưng sau một thời gian dài thì lông sẽ bị ám màu. Tất nhiên là vậy rồi, nhưng mà độ tỉa của nó thì theo thời gian vẫn tốt nha, mình đánh giá cao phần này. Thân cọ này thì sẽ bằng nhựa hết, khá nhẹ tay, cọ này cũng cỡ trung bình nhỏ thôi. Mình xài tới giờ cũng hơn 2 tháng rồi, trước thì mình order nên mình không để link cho các bạn được. Nhưng giờ shop ruột của tôi nhập cọ này về rồi nên tôi sẽ để link cho các bạn tham khảo nha. Mua bền TikTok shop thì sẽ ưu đãi hơn đó.